Có lẽ chúng ta ít nhiều đều từng biết Boeing EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay, một phiên bản đặc biệt của tiêm kích hạm 2 chỗ ngồi FA-18F Super Hornet. Boeing EA-18G Growler được dùng để thay thế Northrop Grumman EA-6B Prowlers phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1971. Khả năng tác chiến điện tử của Growler chủ yếu được cung cấp bởi Northrop Grumman. EA-18G bắt đầu sản xuất vào năm 2007 và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2009. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, Boeing đã hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm với nguyên mẫu FA-18F F-1 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử ALQ-99 để phục vụ cho khái niệm máy bay tâm điện tử Airborne Electronic Attack EA-18 mới. Trong tháng 12 năm 2003, Hải quân Mỹ trao một hợp đồng phát triển cho Boeing để sản xuất máy bay EA-18G. Là nhà thầu chính, Boeing chế tạo phần thân trước, cánh chính và thực hiện việc lắp ráp cuối cùng. Northrop Grumman là nhà thầu phụ sản xuất khung máy bay. Họ sẽ cung cấp phần thân trung tâm và thân sau, cũng như các hệ thống tác chiến điện tử chính. Năm 2003, Hải quân Mỹ dự kiến sẽ nhận được 90 chiếc EA-18G, nguyên mẫu thử nghiệm EA-18G đầu tiên sản xuất vào ngày 22 tháng 10 năm 2004, được gọi là EA-1. Ngày 3 tháng 8 năm 2006 lăn bánh ra khỏi nhà máy và thực hiện chuyến bay đầu tiên tại St. Louis vào ngày 15 tháng 8 năm 2006. Sau đó được chuyển đến sân bay hải quân Patuxent River, Maryland vào ngày 22 tháng 9 năm 2006. EA-1 chủ yếu hỗ trợ thử nghiệm mặt đất trong buồng không vang của cơ sở thử nghiệm và đánh giá môi trường không chiến Air Combat Environment Test and Evaluation Facility, ACF. Nguyên mẫu thứ hai, EA-2, thực hiện chuyến bay vào ngày 10 tháng 11 năm 2006 và đã được chuyển tới NAS Patuxent River vào ngày 29 tháng 11 năm 2006. EA-2 là một máy bay thử nghiệm khái niệm AEA, sau đó chuyển sang khái niệm tác chiến điện tử tầm xa Electronic Combat Range ECR hoặc Echo Range trong căn cứ vũ khí Hải quân China Lake tại California. Cả hai nguyên mẫu đều được chuyển cho phi đội VX-23 Salty Dog. EA-1 và EA-2 là hai chiếc FA-18F F-134 và F-135 sửa đổi lại bởi Boeing theo cấu hình EA-18G. Vì không được chế tạo ban đầu là Growlers, nên Hải quân đã đặt tên hai nguyên mẫu thử nghiệm là NEA-18G. Có tổng cộng 5 nguyên mẫu NEA-18G được chế tạo. Máy bay EA-18G Growler đầu tiên chính được trang bị cho phi đội VRQ-129 Vikings tại NAS Whidbey Island vào ngày 3 tháng 6 năm 2008. Hải quân có kế hoạch mua khoảng 85 máy bay trang bị cho 11 phi đội vào năm 2008. EA-18G hoàn thành việc đánh giá hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2009. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2009, phi đội VRQ-129 Vikings và phi đội VRQ-132 Scorpions đã hoàn thành việc hạ cánh EA-18G trên tàu sân bay USS Harry S. Truman CVN-75. Phi đội đầu tiên triển khai hoạt động EA-18G là phi đội VRQ-132 Scorpions. EA-18G có tới 90% giống với FA-18AFF, từ khung thân cho tới hệ thống điện tử hàng không. Trong đó, EA-18G trang bị các hệ thống dùng để gây nhiễu radar tầm xa và hộ tống gây nhiễu. EA-18G Growler có thể bay cùng với FA-18 trong tất cả các giai đoạn của một nhiệm vụ tấn công. Để Growler bay ổn định hơn trong các nhiệm vụ tác chiến điện tử, Boeing đã thay đổi lại phần cánh chính và bản lề ở chỗ gấp cánh, thêm gân cánh và cánh liệng kiểu triple strips. EA-18G trang bị radar ASA AN-APG-79 theo tiêu chuẩn của Super Hornet Block II. Khu vực chứa pháo M-61 trước mũi máy bay được thay thế bằng hệ thống kiểm soát các hệ thống gây nhiễn ANILQ-218 và ANIL-99. Giá treo ở đầu cánh lắp hệ thống gây nhiễu có vỏ bọc ANILQ-218. Các giá treo ở chính giữa thân và cánh giúp nó mang được 2, 4 hoặc 5 hệ thống gây nhiễu ANILQ-99. ANILQ kết hợp với ANILQ-99 cung cấp đầy đủ một bộ tác chiến điện tử giúp phát hiện và gây nhiễu nhằm chống lại tất cả những mối đe dọa từ hệ thống phòng không. Ngoài hệ thống tác chiến điện tử, EA-18G Growler còn được trang bị các tên lửa không đối không IM-9 Sidewinder, IM-1 Kaimi AMRAAM
để chống lại các mối đe dọa từ trên không. Ngoài ra, còn máy bay còn trang bị tên lửa chống bức xạ AZM-88 HARM để chế áp, tiêu diệt radar và các hệ thống tên lửa phòng không đối phương. Lắp hệ thống quang điện tử AN-ISQ-228 Anti-Fly để chỉ thị mục tiêu được phát hiện và phối hợp tấn công với các máy bay Hornet khác. Thông số kỹ thuật cơ bản của AA-18G Growler. Phi hành đoàn 2 người, dài 18,31m, sải cánh 1,62m, cao 4,88m, diện tích cánh 46,5m². Trọng lượng rỗng 14.552kg. Trọng lượng cất cánh tối đa 29.937kg. Động cơ, hai động cơ tuabin khí phản lực F44-400 có khả năng tái khai hỏa. Khả năng chứa nhiên liệu bên trong 6.354kg. Tốc độ tối đa Mach 1.8, tâm hoạt động 2.356km, bán kính chiến đấu 722km, tâm hoạt động với 3 thùng dầu phụ 3.330km, chân bay 15.000m, tốc độ leo cao 228m/s. Vũ khí trang bị 9 giá treo với tải trọng tối đa vũ khí mang được là 8.050kg, bao gồm tên lửa không đối không M9 Sidewinder, AM-1 MRAM, tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM, bom có dẫn đường AGM-15B JS Stove Weapon, GBU-31, GBU-32, GBU-38 JDM, GBU-54 Laser JDM, Paveway 2 và 3. Hệ thống tác chiến điện tử có vỏ bọc NLQ-218, NLQ-99. Hệ thống quang điện tử trinh sát hồng ngoại có vỏ bọc NFA-228, ATF-Lee. Khả năng gây nhiễu radar của máy bay phản lực Boeing EA-18G mang lại một lợi thế lớn cho các chiến dịch quân sự, bất kể là phe tấn công hay phòng thủ. Mới đây, Mỹ đã triển khai 6 máy bay tiêm kích tác chiến điện tử loại Boeing EA-18G Growler tới Đức để nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ ở sườn đông NATO. Loại vũ khí quân sự này được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương bằng cách làm tê liệt các hệ thống radar thường gặp, từ đó mang lại cho các máy bay đồng minh một lợi thế lớn khi xảy ra giao tranh, cũng như khi thực hiện các nhiệm vụ quân sự đặc biệt. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, 6 máy bay phản lực Boeing EA-18G Growler thuộc VRQ-1 Bombardier, một phi đội chuyên thực hiện các cuộc tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ, gì còn được gọi là Garudas, đóng tại trạm không quân Hải quân đảo Whidbey, Puget Sound, Washington. Theo một thông tin từ Hải quân Mỹ, những chiếc Boeing EA-18G là biến thể của máy bay chiến đấu FA-18A Super Hornet. Tuy nhiên, thay vì thiết kế gốc, EA-18G loại bỏ nòng pháo 20mm để thay thế bằng thiết bị tác chiến điện tử. Ngoài ra, 9 trạm vũ khí bên ngoài của máy bay cũng có thể được lắp tăng cường thêm thiết bị gây nhiễu điện tử bổ sung bên cạnh đầu đạn tên lửa truyền thống. Về cơ bản, hệ thống tác chiến điện tử trên những chiếc Boeing EA-18G được thiết kế để gây nhiễu các radar phòng không của phe đối lập bằng cách làm nhiễu tần số vô tuyến hoặc đưa các tín hiệu sai lệch. Được biết, radar phòng không phát ra hàng nghìn xung vô tuyến mỗi giây. Những xung này khi chạm vào vật thể bằng kim loại như máy bay, tàu chiến, sẽ phản xạ lại, mang theo thông tin về các phương tiện quân sự này được hiển thị trên màn hình. Nhờ đó, phe phòng thủ có thể phóng chính xác những quả tên lửa đất đối không vào máy bay từ khoảng cách hàng trăm km. Tuy nhiên, những tên lửa đánh chặn này không thể hoạt động nếu hệ thống radar phòng không bị nhiễu, bị gián đoạn hoặc bị phá hủy. Do đó, khả năng gây nhiễu radar của máy bay phản lực Boeing EA-18G mang lại một lợi thế lớn cho các chiến dịch quân sự, bất kể là phe tấn công hay phòng thủ, vì chúng khiến các máy bay đồng minh trở nên tàng hình. Mặc dù một số radar tân tiến có thể được trang bị cách đối phó với tình trạng nhiễu sóng, nhưng thiết bị trên Growler cũng liên tục được nâng cấp và chúng được thiết kế để xử lý với bất kỳ tình huống nào có thể gặp phải. Theo các tài liệu quân sự, bên cạnh khả năng gây nhiễu, hệ thống tác chiến điện tử của máy bay cũng có khả năng xác định và tìm ra vị trí của các radar phòng không và tự động chuyển thông tin này cho các lực lượng đồng minh. Tuy nhiên, phạm vi cũng như chi tiết về cách thức mà máy bay EA-18G thực hiện các cuộc tấn công là những bí mật quân sự luôn được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, nhưng có lẽ không có gì tuyệt đối cả, kể cả những gì giới quân sự cho là siêu việt nhất, tốt nhất đến thời điểm hiện tại. Máy bay EA-18G Growler được trang bị công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực tác chiến điện tử của quân đội Mỹ. Gần đây,
phi đội Growler đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào lực lượng Houthi tại Biển Đỏ. Mới đây, ngày 20 tháng 10, Hải quân Mỹ cho biết hai thành viên phi hành đoàn mất tích trước đó sau vụ một máy bay tác chiến điện tử rơi ở vùng núi thuộc tiểu bang Washington trong chuyến bay huấn luyện thường lệ, được xác định đã thiệt mạng. Theo trạm không quân hải quân đảo Whidbey, chiếc máy bay phản lực EA-18G Growler của phi đoàn tác chiến điện tử 130 VAQ-130 đã bị rơi ở phía đông núi Rainier vào 15 giờ 20 phút chiều ngày 16 tháng 10. Các đội tìm kiếm trên không với sự tham gia của trực thăng MH-60S Hải quân Mỹ lập tức được triển khai trong nỗ lực xác định vị trí máy bay rơi và tìm kiếm hai thành viên phi hành đoàn mất tích. Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm lục quân chuyên về cứu hộ vùng núi đã được huy động để tiếp cận xác máy bay gặp nạn sau khi nó được một đội tìm kiếm trên không phát hiện vào chiều ngày 17 tháng 10 ở độ cao khoảng 1.800m tại một khu vực hiểm trở khó tiếp cận ở phía đông núi Rainier. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 10, Hải quân Mỹ bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình hai quân nhân sau khi xác định cả hai đã tử nạn. Growler do Boeing chế tạo, trị giá 67 triệu đô la mỗi chiếc. Theo Hải quân Mỹ, đây là biến thể của FA-18F Super Hornet Block 3, được bổ sung bộ thiết bị điện tử hàng không AEA mới nhất, bao gồm một loạt cảm biến và vũ khí. EA-18G Growler là một phần trong tuyến phòng thủ đầu tiên của Hải quân Mỹ trong môi trường thù địch. Tổ lái của EA-18G Growler, ngoài một phi công còn có một nhân viên tác chiến điện tử ngồi phía sau. VAQ-130 trụ sở tại đảo Whidbey có biệt danh là Zappers, hoạt động từ năm 1959, là phi đoàn tác chiến điện tử được thành lập sớm nhất của Hải quân Mỹ. Vào tháng 7, phi đoàn đã trở về sau chuyến triển khai chiến đấu kéo dài 9 tháng trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ở phía nam Biển Đỏ, thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Theo một thông cáo của phi đoàn, vào tháng 7, Zappers cũng đã thực hiện khoảng 700 nhiệm vụ chiến đấu nhằm làm suy yếu khả năng của Houthi trong việc đe dọa tàu thuyền lưu thông trong khu vực. Nguyên mẫu Growler thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2006 và lô máy bay đầu tiên được biên chế cho VAQ-130 vào năm 2008.